dành cho thủ Vinhome FC. Không phải, dường như đây là một tiền đạo. Lê Huy đã có mặt trong bàn cấm. Xuất sắc của Hoài Đồng.
không được. Xin chút nữa thì Xuân Nam lại làm đến một siêu phẩm. Chúng tôi phát sóng trực tiếp trên kênh sóng 03. Chúng tôi cùng xin phép được